Lại nữa các thiên tử vì lìa pháp không nội, nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, vì lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông.